trên 1,5 triệu. Đây là chiếc đồng hồ Rolex được một vị khách hàng mua new của Kỳ Lăng và yêu cầu Kỳ Lăng là thực hiện đính full kim cương vô tất cả phần ngoài, bên trong là vàng đương nhiên là không đính rồi, đính phần ngoài hết rồi, đính luôn cả cái mặt bên trong này. Chỉ có cái chỗ vành bezel này là kim có sẵn thôi, còn lại là đính hết hai bên hông luôn. Một chiếc đồng hồ new này thời điểm mua là trên 1,2 triệu và khi hoàn thiện hết như thế này là trên 1,5 triệu. Quá sang trọng đẳng cấp thượng lưu, cho anh mượn cái tay của bạn nào đeo thử cho tất cả chúng ta sẽ hình dung được khi lên tay đẹp như thế nào. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa đồng hồ Rolex kết hợp với nhẫn Rolex. Mẫu này không có hộp chủ, nhưng nếu như chúng ta muốn có hộp chủ thì chúng ta sẽ chuyển qua mẫu này có hộp chủ Rolex. Và những mẫu có hộp chủ vành Rolex nhưng mà bên hông không có bezel, mẫu này là có bezel